Với ngày nay phát triển công nghệ laser, chị em mình hả phun lông mày không vừa ý hoặc là màu quá đậm, hình màu lông mày đậm không vừa ý, hoặc là mình muốn xóa bỏ cái hình cái lông mày đi, thì đến spa Ngọc Trinh hả sẽ tư vấn màu mực xăm của lông mày đậm hoặc là nhạt hoặc là xanh chỗ đỏ. Chị em muốn xóa bỏ đi hả một cách tự nhiên, không rụng lông mày, không xóa hoàn toàn, không tổn thương, không gây đau, không hả khi bong tróc ra lại hả mà lông mày này hả là xóa wow. Sạch hết nha. Chị em nào hả mình xem cận cảnh bên trên xóa lông mày bằng phương pháp laser an toàn hiệu quả, giúp chị em mình không rụng lông mày nha, không tổn thương nha. Chị em nào mình muốn xóa lông mày thì mình cứ inbox dưới video này nha. Bên trên sẽ tư vấn cho cả nhà mình hả một liệu trình xóa hình xăm. Bên spa Ngọc Trinh sẽ giúp cho chị em mình hả xóa lông mày hiệu quả an toàn, giúp cho chị em mình hả xóa sạch màu mực lông mày này ha. Mình không vừa ý cái lông mày hả của mình hả, mình sẽ xóa đi và giúp cho chị em mình hả không còn hả lông mày hả màu đậm hả. Mình không vừa ý những cái lông mày mà bị hả xăm đậm và cong và hả không tự nhiên, thì mình cứ inbox dưới video này hả để Trinh tư vấn cho cả nhà mình hả xóa lông mày hiệu quả và an toàn. Chị em mình không có còn hả lông mày màu đậm hả, hoặc là màu quá đậm không vừa ý, màu xanh hoặc mà chỗ đỏ chỗ xanh, thì mình cứ inbox dưới video để Trinh tư vấn cho một cả nhà mình xóa sửa lông mày để hả chân mày có giúp cho chị mình có lông mày đẹp và tự nhiên theo ý muốn của mình nha.